Xin chào các bạn đã theo dõi bản tin công nghệ B-News được thực hiện bởi kênh YouTube B-Channel. Hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 2018. Bản tin của chúng tôi sẽ gồm có những thông tin đáng chú ý như sau. Rò rỉ màn hình bảo vệ của Galaxy Note 9 cho thấy có sự thay đổi lớn, nói không với tay tỏ. Apple chính thức phát hành iOS 11.4, thêm tin nhắn trong iCloud, AirPlay 2 và thư viện ClassKit. SMD Global tiếp tục bắn phá phân khúc giá rẻ với Nokia 2.1, 3.1 và 5.1. Honor 7S trình làng, camera 13 megapixel, Android 8.0, giá 125 USD. Những điều cần biết về việc đổi thuê bao 11 số thành 10 số của 5 nhà mạng trong nước từ ngày 15 tháng 9 năm 2018. Trong sự kiện ra mắt sản phẩm mới tiếp theo của Samsung thì có thể Samsung sẽ giới thiệu tính năng tương tự như là True Depth Camera hay là Face ID của iPhone X trên chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 9 của mình. Samsung Galaxy Note 9 được kỳ vọng sẽ ra mắt sớm hơn trong năm nay khi Samsung điều chỉnh lộ trình phát hành sản phẩm mới để chuẩn bị cho sự kiện xuất hiện của Galaxy X vào năm sau. Theo các đồ đỉ gần đây thì Note 9 có thể sẽ được trình làng vào cuối tháng 7 hoặc là tháng 8 năm nay. Mới đây, hình ảnh của video về màn hình bảo vệ của Galaxy Note 9 đã lộ diện và tiết lộ thêm một số chi tiết thú vị xung quanh thiết bị này. Có thể nhìn thấy rõ nhất là sự thay đổi của các cảm biến ở cạnh trên màn hình điện thoại. Cụ thể là khoảng cách giữa các cảm biến sẽ rộng và kích thước của chúng cũng sẽ lớn hơn so với phiên bản tiền nhiệm Galaxy Note 8. Viền màn hình có thể sẽ mỏng hơn, đặc biệt là ở cạnh trên và dưới. Trong khi đó, một đoạn video được chia sẻ bởi ClassList cho thấy một cảm biến hoàn toàn mới được trang bị cho mặt trước của Galaxy Note 9. Có lẽ Samsung sẽ giới thiệu một tính năng tương tự như là True Depth Camera và Face ID mà chúng ta đã nhìn thấy trên iPhone X trước đây. Samsung Galaxy Note 9 có thể sẽ được công bố vào ngày 29 tháng 7 sắp tới và nhiều khả năng sẽ có một biến thể đặc biệt với RAM 8GB và 512GB bộ nhớ trong. Ngoài ra, nhiều nguồn tin thống nhất với nhau rằng chiếc flagship mới của Samsung sẽ có pin là 4000 mAh. Vừa mới đây thì Apple đã tung ra bản cập nhật hệ điều hành iOS 11.4 sau đợt thử nghiệm với 6 phiên bản sửa đổi. Mặc dù trong phiên bản này không có nhiều cải thiện về mặt giao diện nhưng cũng đã được bổ sung thêm một vài tính năng mới. Dừng lại ở bản phát hành iOS 11.4 Beta 6 dành cho các nhà phát triển, Apple hôm nay đã tung bản cập nhật iOS 11.4 chính thức đến người dùng trên toàn cầu với những thay đổi đã được bổ sung trước đó bao gồm tính năng tin nhắn trên iCloud, AirPlay 2, hình nền iPhone Project Red, Gap HomePod và nhiều hơn nữa. Bạn có thể cập nhật phiên bản iOS 11.4 chính thức qua thông báo của Apple trên thiết bị iOS hoặc có thể kiểm tra, tải và cập nhật qua iTunes. Bản cập nhật mới đã được sẵn sàng cho các thiết bị từ iPhone 5S đến iPhone X, iPad Air đến iPad Pro 10.5 inch và iPad 6 2018 và iPod Touch 6. Để cập nhật thiết bị này, hãy tiến hành theo trình tự Settings General Software Update. Đối với AirPlay 2, được Apple giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2010, AirPlay công nghệ âm thanh không dây đã có một chặng đường dài đến hiện tại. Với sự xuất hiện ngay sau khi ra mắt loa HomePod, AirPlay 2 sẽ hỗ trợ tốt hơn trợ lý ảo Siri, cho phép phát nhạc không dây đến các thiết bị thương tích cùng kết nối Wi-Fi và hơn nữa. Về tin nhắn trên iCloud, một trong những thế mạnh lớn nhất của hệ sinh thái Apple từ lâu đã là iMessage, một dịch vụ mà loạt thiết bị có thể sử dụng như là iPhone, iPad, Apple Watch và Mac. Nhưng thời gian gần đây, người dùng liên tiếp khiếu nại về tính đồng bộ trên các thiết bị của họ và hiện tại, Apple đã lắng nghe và tiến hành bổ sung tin nhắn trên iCloud. Những tin nhắn sẽ được lưu trữ trong iCloud, bao gồm SMS, đến lịch sử tin nhắn, trạng thái đọc đều được đồng bộ dễ dàng trên các thiết bị Apple. Về HomePod thì HomePod được ra mắt vào tháng 6 năm ngoái tại sự kiện dành cho các nhà phát triển do Apple tổ chức với mức giá là 7,9 triệu đồng. Bản cập nhật iOS 11.4 cho phép các HomePod thực hiện kết nối với nhau, tạo âm thanh stereo sinh động và mạnh mẽ hơn. HomePod phải được nâng cấp lên bản cập nhật mới nhất. Ngoài ra, Apple cũng sẽ cải thiện hiệu năng với iOS 11.4, sửa một số lỗi liên quan và những thay đổi mới về thanh thông báo, cử chỉ trên iPhone X sẽ đến vào bản cập nhật iOS 12 chính thức tiếp theo. Bộ ba smartphone Nokia giá rẻ chạy thuần hệ điều hành Google là Nokia 2, 3 và 5 đã vừa được SMD Global chính thức giới thiệu phiên bản mới với mức giá chỉ từ 2,6 triệu đồng. Như dự kiến trước đó thì SMD Global chính thức công bố những chiếc điện thoại thông minh giá rẻ năm 2018, kế nhiệm những thế hệ đầu tiên. Tuy nhiên không một thiết bị flagship nào được xuất hiện cùng bộ ba Nokia mới là Nokia 2.1, 3.1 và 5.1. Khá đáng tiếc là khi Nokia X6 đang tạo cơn sốt tại Trung Quốc cũng bị SMD Global bỏ ngỏ ngày ra mắt đối với thị trường toàn cầu. Nokia 2 2018 là bản nâng cấp so với Nokia 2 trong ngoái và không thay đổi ngoại hình. Chiếc điện thoại mới cũng hứa hẹn đáp ứng dung lượng pin dài cho công việc. Ở mặt trước, thiết bị có màn hình 5,5 inch, độ phân giải HD 1280x720, tỷ lệ 16 chỉ chính và sở hữu bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 425 với 1GB RAM và 8GB bộ nhớ trong.
Chiếc điện thoại mới sở hữu viên pin 4000 mAh được SMD đề cập có thể duy trì đến khoảng 2 ngày sử dụng. Về quang học thì thiết bị có camera chính là 8 megapixel, đèn flash LED và camera trước 5 megapixel, được cài sẵn Android 8.1 Oreo Go Edition. Mức giá đề xuất dành cho Nokia 2.1 là 2,6 triệu đồng, với 3 màu được bán ra gồm xanh đồng, xanh bạc và xám bạc, sẽ có sẵn hàng từ tháng 7 năm 2018. Năm ngoái, Nokia 3 là một trong những chiếc smartphone hút khách hàng nhất của SMD Global và Nokia 3.1 năm nay cũng được kỳ vọng tương tự. Thiết bị có màn hình là 5.2 inch, độ phân giải HD 1280x720, tỷ lệ 18 chia 9 và sở hữu bộ vi xử lý MediaTek 6750, 2GB RAM hoặc là 3GB RAM tương đương với 16GB RAM hoặc là 32GB RAM, chạy sẵn hệ điều hành Android One mới nhất. Về mặt quang học thì Nokia 3.1 sở hữu camera 13 megapixel phía sau cùng với camera trước là 8 megapixel, góc rộng 84,6 độ, giúp việc selfie hiệu quả và khung hình rộng hơn. Có 3 màu trên Nokia 3.1 được bán ra bao gồm xanh, đen và trắng, cùng mức giá đề xuất là 3,7 triệu đồng đối với 2GB RAM, 16GB RAM và với mức giá 4,4 triệu đồng dành cho phiên bản 3GB RAM và 32GB bộ nhớ trong. Trong khi Nokia 5 có màn hình là 5.2 inch thì năm nay SMD Global đã tăng kích thước lên 5.5 inch trên Nokia 5.1 với tỷ lệ màn hình là 18 chia 9, thiết bị sở hữu vi xử lý MediaTek Helio B18 với 2GB RAM hoặc là 3GB RAM tương đương với 16GB RAM hoặc là 32GB RAM. Về mặt quang học thì Nokia 5.1 sở hữu camera chính độ phân giải là 16 megapixel và camera trước 8 megapixel, hỗ trợ selfie góc rộng lên đến 84,6 độ. Nó được hỗ trợ bởi viên pin 2970mAh cùng với hệ điều hành Android One mới nhất. Có 3 màu sắc cho Nokia 5.1 được bán ra, bao gồm là vàng đồng, xanh và đen, với mức giá là khoảng 5 triệu đồng cho phiên bản 2GB RAM 16GB RAM và 5,8 triệu đồng cho phiên bản 3GB RAM 32GB RAM. Tất cả lô hàng Nokia 5.1 đều có thể có sẵn hàng từ tháng 7 năm 2018. Điểm ấn tượng duy nhất của chiếc điện thoại Honor 7S là ở mức giá của nó không thể nào rẻ hơn nữa. Chỉ từ 125 USD là chúng ta có thể sở hữu một chiếc điện thoại có vẻ ngoài rất là tân thời. Honor 7S có thể được coi là phiên bản giá rẻ của Honor 7C vừa ra mắt gần đây và thứ gây ấn tượng duy nhất chính là mức giá khoảng 125 USD không thể rẻ hơn nữa của nó. Còn lại là cấu hình hay là thiết kế của máy nằm ở mức ổn. Máy có màn hình là 5,45 inch, độ phân giải là HD Plus với tỷ lệ là 18 chia 9, màn hình chiếm tới 73% mặt trước. Cung cấp sức mạnh cho Honor 7S là chip MediaTek 6739, 8 lỗi tốc độ 1.5 GHz, 2GB RAM và 16GB RAM. Máy chạy Android 8.1 Oreo với giao diện EMUI 8.1 ngay khi xuất xưởng. Trong khi 7C có camera kép phía sau, thì 7S chỉ có camera đơn 13 megapixel phía sau và camera 5 megapixel phía trước nhưng vẫn có khả năng chụp ảnh xóa vùng. Máy hỗ trợ cả 2 SIM và thẻ nhớ microSD, mở rộng tối đa 128GB. Pin của chiếc điện thoại 7S có dung lượng là 3020mAh. Honor 7S có 3 màu gồm đen, xanh, vàng và sẽ sớm có mặt tại những thị trường khác ở châu Âu và châu Á. Nếu các bạn chưa rõ vấn đề đổi số thuê bao từ 11 số xuống còn 10 số của năm nhà mạng trong nước từ ngày 15 tháng 9 năm 2018, thì mời các bạn chúng ta hãy cùng xem tiếp nội dung sau đây. Như vậy là Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức công bố chi tiết về việc thay đổi số thuê bao di động từ 11 số thành 10 số của năm nhà mạng trong nước, bao gồm Viettel, Vinaphone, Mobifone, Gmobile và Vietnammobile. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, sở dĩ phải đổi số do sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, nhiều loại hình dịch vụ viễn thông mới ra đời và phát triển. Trước đây chỉ có điện thoại cố định, chưa có điện thoại di động, thì nay đã có dịch vụ di động từ 2G đến 4G và sắp tới sẽ còn là 5G, kết nối Internet vạn vật. Vì vậy, cần phải quy hoạch lại kho số viễn thông quốc gia để đáp ứng được nhu cầu phát triển lâu dài của thị trường viễn thông, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số, giao thông thông minh, y tế thông minh, điện lực thông minh, phục vụ cách mạng 4.0 và tránh tình trạng thiếu kho di động và thừa kho số cố định. Cũng theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định rằng việc quy hoạch kho số viễn thông quốc gia là cần thiết và phù hợp với thông lệ quốc tế. Vậy cụ thể, việc đổi thuê bao 11 số thành 10 số của năm nhà mạng trong nước sẽ diễn ra như thế nào? Sau đây sẽ là một số thông tin tổng hợp cần thiết mà bạn nên nắm bắt xung quanh vấn đề này. 1. Thời gian chuyển đổi. Việc chuyển đổi sẽ được bắt đầu từ ngày 15 tháng 9 năm 2018 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2019. Khi tiến hành chuyển đổi, người dùng vẫn có thể sử dụng song song cả hai số, bao gồm số cũ và số mới, từ ngày 15 tháng 9 năm 2018 đến ngày 14 tháng 11 năm 2018 và duy trì âm báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Đây sẽ là thời gian bạn làm quen với số mới. Thứ hai là các đầu số di động của các mạng sẽ chuyển đổi như thế nào? Theo thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông, danh sách các đầu số thuê bao di động 11 số của các nhà mạng sẽ được chuyển đổi sang đầu số thuê bao 10 số mới như sau.
3, cách chuyển nhanh số thuê bao 11 số trong danh bạ sang 10 số trên smartphone. Nếu đã trên smartphone Android thì bước 1, các bạn có thể truy cập vào CH Play, tìm và tải về ứng dụng Transfer Phone Number. Bước 2, khởi động ứng dụng và cho phép ứng dụng được truy cập vào dữ liệu danh bạ của bạn. Bước 3, tiến hành nhập đầu số cũ 11 số vào dòng từ khóa và nhấn tìm. Danh sách các số liên lạc có đầu số liên quan sẽ hiện ra, bạn chỉ việc nhấp chọn và nhập đầu số mới vào bên ô dưới rồi nhấn đổi là xong. Nếu bạn sử dụng trên hệ điều hành iOS thì bước 1, tìm và tải về ứng dụng Edit Contact Flow từ App Store. Bước 2, khởi động ứng dụng từ home screen và cấp phép cho ứng dụng được quyền truy cập dữ liệu danh bạ của thiết bị. Bước 3, giao diện ứng dụng hiện ra, hãy nhấp vào tab Utilities và nhấp vào tùy chọn Edit Refresh Numbers. Bước 4, giao diện Edit xuất hiện. Lúc này công việc của bạn chỉ đơn giản là nhập đầu số cũ cần thay đổi vào ô Old Refresh và nhập đầu số mới vào ô New Refresh. Sau đó nhấn Edit và ngồi chờ mọi việc diễn ra một cách tự động, thực hiện tương tự ở các đầu số khác cho đến khi danh bạ của bạn hoàn tất việc thay thế đầu số cũ sang đầu số mới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin VNews ngày hôm nay. Nếu các bạn cảm thấy hay và hữu ích thì đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VChannel. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.